Tân Long nha. Rồi, kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là thuộc xã Hòa Hiệp. Chỗ này nó giáp với lại Tân Lâm rồi, gần Tân Lâm, Tân Lâm, xã Tân Lâm. Đây xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây đường ô tô này, đường này chuẩn bị trải nhựa này. Thì ở đây có một lô đất là người ta phân lô ra bán, đúng không? Gia đình người ta phân ra. Là đất này là 5 sào. Đám đất này người ta có 5 sào. Là bán 2 sào thôi, nhưng quý vị anh chị mua người ta có thể làm đợi người ta làm sổ xong tách cho mình. Bán 2 sào đúng không? Đất này đã nhà nước làm sổ, quá trình làm sổ nhà nước. Mình muốn làm sổ sớm, quý vị anh chị nào mua làm nhà ở thì có thể ok luôn. Khu này là khu dân cư. Khu dân cư đây có 2 nhà sát nhau luôn này. Hiện tại nó là có một sổ là 5 sào. Vì nếu như ai mà thiện chí mua thì họ sẽ tách ra, họ bán 2 sào. Okay, nhà kia đẹp luôn. Đó. Ở đây nhà bên này nữa này. Đó. Giáp nhau luôn. Đó. Thì 2 sào thì chiều ngang là 10 m, chiều ngang là 20 m, sâu 100. Vuông vức luôn. Đó. Vuông vức, giá chào bán là 450 triệu. 450 triệu cho 2 sào quý vị nhé. Đấy thì ai có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Đường xá ô tô thuận lợi. Cái chỗ này thì hơi xa trung tâm một chút. Đất thì đang trồng điều. Nói chung là đất đai thì ở đây rất là màu mỡ này. Đường này cũng chuẩn bị trải nhựa hết rồi. 2000 m2, chiều ngang 20 m. Từ đây mà ra trung tâm huyện, trung tâm xã cũng xa đấy nhỉ? Mấy cây? Tầm trên 4 cây, 4 cây số là ra đến trung tâm, trên 4 cây số, khoảng 5 cây. Chuẩn bị quy hoạch cái trang trại bò nuôi 5.000 con cách đây 1,2 km thế này. Trang trại bò là... Còn bên này là công ty của cao su Hòa Lâm bên này. Cách đây tầm 500 m là cái cao su Hòa Lâm ngay phía bên này. Công ty cao su Hòa Lâm ở gần đây. Còn bên này là khu công nghiệp đang chuẩn bị triển khai của xã Hòa Hiệp phía này. Khu công nghiệp ở ngay đây á, phía này hả? Tầm 4 cây số. Đó. Thì đấy thích hợp cho những ai thích nhờ. Bán một sào cũng bán luôn. Một sào cũng bán. Một sào cũng bán mà hai sào cũng bán quý vị nhé. Thì bán như hai sào thì là 450 triệu. Là chiều ngang 20, còn nếu như một sào thì chỉ có ngang 10 m sâu 100 thôi. Thì ai cần mua đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Đây là đường đi ra này, từ cái lô đất mà 5.000 mét vuông giá bán 1 tỷ 160 triệu, và mấy cái lô mà 2000 mét, 450 triệu, cái lô 4 hec này giá 7 tỷ 6 này. Đấy, thì là mấy cái lô đấy là gần nhau hết. Đây là đường đi ra trục lộ 328. Đây, trục lộ 328 thì sẽ ra được 328, 329 được thông ra nhau. Đường này về luôn nha. Cái hôm đầu tiên mình đến này. Đâu phải.
cái đường này, đấy, cái đường nào chỗ này quá phải. Đẹp luôn đấy. Vậy sơ bộ đấy, quý vị biết hình dung là đường đi nối lại ở đây như thế nào. Đường đi nó xấu hơn.